gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đen về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Cháu Đinh làm con rể của ông bà Tài Mượn, làm thành viên trong dòng tộc họ nhà gái chúng tôi. Đêm dài thêm với nhung nhớ nhung ban chiều, khi người chợt khẽ đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi, anh đánh rơi yêu này, chẳng biết có gặp lại ai hôm nay. Này, và cứ thế ta vội vàng ngang qua đường phố thình thang như thế, sao em lựa chọn trái tim này để từng bước lùi lạc vào nơi. Chẳng thấy xa lạ mà giữa chúng ta. Từng giây phút
bắt đầu từ hôm nay hai cháu chính thức nên vợ nên chồng. Hai gia đình ông Tài và Phượng, ông Nhượng bà Hữu chính thức thiết lập mối quan hệ thông gia. Tôi xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện hội nhà gái đã có lời trao dâu căn dặn dặn dò hai cháu trong ngày hạnh phúc của hai cháu. Và tôi cũng xin lời căn dặn hai cháu khi đã về ở với cuộc sống vợ chồng nhanh chóng ổn định với cuộc sống, bảo ban nhau để làm sao có một cuộc sống thật hạnh phúc đầm ấm. Sao tình cờ gặp anh em dễ ngang qua đời, vài người vội vã rồi đến rồi đi, mà sao em yêu anh đâu cần nghĩ suy, từng đêm nhớ mong về người biết anh còn chờ đợi, chơi vơi bao đêm em thấy đủ rồi, ngàn tia nắng anh ngàn lại ánh dương màu mắt xanh ơi, lẽ lên ngàn giấc mơ còn trong đời, phải chẳng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chẳng anh đã say ngay từ lúc anh cười anh, tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời bay. Mà sao em cứ đi nhầm đường, lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chứa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly, chầm chầm bờ môi khẽ trôi, ôi mình yêu thật rồi.